Mức thu học phí của Hà Nội hiện nay thấp so với mức thu của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tỉnh đồng bằng sông Hồng nên chưa huy động được nguồn lực từ đóng góp của người dân cho giáo dục. Do đó, để đáp ứng được yêu cầu giảng dạy cũng như cơ sở vật chất, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đề nghị được tăng học phí với các trường mầm non phổ thông công lập. Theo đó, mức thu học phí năm học này, tức năm 2016-2017, đối với các bậc học trên sẽ được giữ nguyên như mức hiện hành. Hiện nay là từ 8.000 đồng đến 60.000 đồng một tháng, tùy địa bàn, bậc học. Bắt đầu từ năm học tới, năm học 2017-2018, Hà Nội sẽ tăng học phí. Học phí hàng năm sẽ tăng dần theo quy định của chính phủ. Đến năm học 2020-2021, mức thu học phí sẽ bằng mức cao nhất trong khung quy định của chính phủ đối với vùng thành thị, nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối với vùng miền núi. Theo quy định hiện nay, học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2015-2016 từ 60.000 đồng đến 300.000 đồng một tháng một học sinh đối với khu vực thành thị, từ 30.000 đồng đến 120.000 đồng một tháng một học sinh đối với khu vực nông thôn và từ 8.000 đến 60.000 đồng một tháng một học sinh đối với khu vực miền núi.